Cái khả năng co giãn của vật liệu vẫn rất tốt, không hề dễ dàng để xé nó đứt được. Xin chào các bạn đã quay trở lại với chống thấm Hưng Thịnh. Hôm nay thì chống thấm Hưng Thịnh đang tiến hành cải tạo một cái sân thượng này, thì chúng tôi sẽ tiến hành thi công lên một cái hồ cá coi. Và cái lớp chống thấm cũ ở đây thì nó vẫn còn đang cực kỳ tốt, tức là không hề thấm xuống dưới. Và khi mà chúng tôi đục hết sàn lên để chúng tôi thi công hồ cá coi thì chúng tôi phải tiến hành lột cái lớp chống thấm, và hiện ra cái lớp chống thấm cũ là đây, các bạn có thể thấy đây. Đó chính là màng chống thấm Sikabit VK15. Đây là những tấm bi tông, và những tấm bi tông này nó sẽ liên kết với sàn và tường bằng một loại keo chuyên dụng, đó là keo Sikabit 1. Sikabit VK15 thì nó đã được đổi tên thành Sikasil 159. Và sau 5 năm sử dụng thì các bạn có thể thấy đây, khả năng dính bám vẫn còn cực kỳ tốt, rất là khó để mà lột được cái này ra. Em lột cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy ở đây, xin mời cameraman hãy quay lại gần đây. Lớp chống thấm vẫn dính bám lên trên cái bề mặt tường, dính bám rất là đều, rất là chắc. Các bạn có thể thấy là khi lột ra thì có một cái lớp bitum mỏng vẫn còn dính lại ở trên lớp keo Sikabit 1, bởi vì khả năng dính bám của nó là quá tốt, nó dính quá chắc, vượt trội hoàn toàn so với những cái sản phẩm như là màng khò về khả năng bám dính. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy đây, lớp chống thấm sau nhiều năm sử dụng, 5 năm rồi nhưng mà nó vẫn rất là bền bỉ, khả năng để co giãn đàn hồi vẫn còn giữ nguyên. Bây giờ mình sẽ lấy một miếng đây kéo cho các bạn xem. Xin mời cameraman hãy lại gần để các bạn có thể thấy cái khả năng co giãn của vật liệu vẫn rất tốt, không hề dễ dàng để xé nó đứt được. Chính vì thế mà sàn có bị nứt hay bị gì thì nó vẫn không thấm, nó vẫn tốt gần như mới, bởi vì nó có lớp vữa bảo vệ bên trên. Sản phẩm này thì phải có lớp vữa bảo vệ, chứ không có lớp vữa bảo vệ là nó sẽ không bền. Để các bạn lưu ý điều đấy. Và ở đây là video chia sẻ, mình chia sẻ cho các bạn thôi, chứ còn chống thấm Hưng Thịnh là không bán vật liệu, các bạn lưu ý điều đó. Cho nên là chúng tôi không quảng cáo, cho nên nhiều bạn cứ bảo quảng cáo, không có bất cứ một cái lợi nhuận nào từ cái việc bán vật liệu này. Các bạn có thể mua những vật liệu tương tự ở những cửa hàng gần nhà của các bạn, thì chúng tôi không bán vật liệu. Thì những cái vật liệu mà của những cái hãng chống thấm lớn thì nó sẽ đúng với cái thông số trên sản phẩm, cũng như là độ bền của nó sẽ ổn định hơn. Các bạn có thể xem rất nhiều video trên mạng về bóc lớp chống thấm và gặp phải những kết quả như là nó bị lão hóa, bị mục nát, bị bong rồi. Và sau khi mà bóc hết lớp chống thấm vệ sinh xong thì chúng tôi sẽ tiến hành xây một cái hồ cá coi ở đây. Nếu như các bạn đam mê cá coi hay là đang có ý định làm một cái hồ cá nào đó ở trên mái thì các bạn có thể theo dõi chống thấm Hưng Thịnh để xem những bước tiếp theo chúng tôi thi công như thế nào, và các bạn sẽ có cái cách làm tốt cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của chống thấm Hưng Thịnh. Xin cảm ơn.